đoàn al qassam cánh vũ trang của Hamas, hôm nay tuyên bố đã phóng rocket vào Tel Aviv để đáp trả các vụ thảm sát của Israel nhằm vào dân thường. Kênh truyền hình al assa của Hamas cho biết rocket được phóng từ giải Gaza. Quân đội Israel nói rằng ít nhất 8 quả rocket được phóng từ thành phố Rafah ở cực nam Gaza. Một số quả đã bị lực lượng phòng không Israel đánh chặn, theo quân đội Israel. Một phóng viên AFP cũng nói rằng rocket được phóng từ Rafah và xuất hiện ít nhất 3 tiếng nổ ở Tel Aviv. Cuộc tập kích của Hamas khiến Tel Aviv phải kích hoạt còi báo động lần đầu tiên sau 4 tháng. Quân đội Israel cho biết báo động không kích được kích hoạt trên khắp miền trung Israel khi giao tranh nổ ra ở Gaza, trong đó có thành phố Rafah. Giới chức Israel cho biết họ chưa ghi nhận thông tin thương vong hay thiệt hại do loạt rocket của Hamas. Cuộc tấn công cho thấy Hamas có thể phóng rocket tầm xa dù bị quân đội Israel tấn công ác liệt cả trên không và trên mặt đất suốt hơn 7 tháng qua. Rafah là thành phố cực nam ở giải Gaza, hiện có khoảng 1,4 triệu người Palestine trú ngụ sau khi chạy nạn tới từ các khu vực khác ở vùng lãnh thổ. Israel nhiều lần tuyên bố mở chiến dịch trên bộ quy mô lớn vào Rafah để nhổ tận gốc Hamas, dù cộng đồng quốc tế trong đó có Mỹ nhiều lần cảnh báo động thái này có thể dẫn đến khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn. Cuộc tấn công trả đũa của Israel nhằm vào Hamas ở Gaza đến nay đã khiến ít nhất 35.984 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường. Quân đội Israel xác nhận về cuộc không kích nhằm vào Rafah và cho biết động thái này nhắm mục tiêu vào một cơ sở của Hamas, nơi có các thành viên cấp cao. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Palestine, PRCS, tuyên bố số người chết có thể sẽ tăng lên khi công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục ở khu Tan al-Sultan của Rafah. Cách trung tâm thành phố khoảng 2 km về phía tây bắc. PRCS khẳng định rằng địa điểm này đã được Israel chỉ định là khu vực nhân đạo và không nằm trong các khu vực mà quân đội Israel đã ra lệnh sơ tán hồi đầu tháng. Cuộc tấn công diễn ra vài giờ sau khi còi báo động vang lên ở Tel Aviv và khắp miền Trung Israel, lần đầu tiên kể từ tháng 1. Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, một loạt 8 quả rocket được bắn từ khu vực Rafah hệ thống phòng không của Israel đã chặn hầu hết các rocket. Một số chuyến bay tại sân bay Ben Gurion đã bị hoãn hoặc hủy. Lữ đoàn al qassam cánh vũ trang của Hamas tuyên bố trên Telegram rằng lực lượng này đã tiến hành vụ tấn công và các rocket được phóng để đáp trả, cuộc thảm sát nhằm vào người dân thường. Sau vụ việc, thành viên nội các chiến tranh của Israel, ông Benigan khẳng định cuộc tấn công hôm nay từ Rafah là bằng chứng cho thấy IDF phải hành động ở bất cứ nơi nào mà Hamas hiện diện. Tổng thống Zelensky nói trong bài phát biểu hôm 26 tháng 5, Chúng tôi biết mọi điểm tập trung của quân đội Nga. Chúng tôi biết tất cả khu vực mà tên lửa và máy bay chiến đấu của Nga được phóng. Ông Zelensky nói thêm, xóa sổ lực lượng này, từ đó cứu được hàng nghìn sinh mạng và đảm bảo rằng việc mở rộng chiến tranh sẽ chấm dứt, hoàn toàn là một quyết định chính trị, một quyết định cần phải được đưa ra. Các đồng minh của Ukraine đang thảo luận về lời kêu gọi của Kiev nhằm bật đèn xanh cho việc sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Nghị sĩ Anton Hotreiter thuộc Đảng Xanh của Đức gần đây đã lên tiếng ủng hộ ý tưởng này nhằm bảo vệ dân thường Ukraine. Trong bài phát biểu, ông Zelensky cũng kêu gọi các đối tác của Ukraine đẩy nhanh và tăng cường cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Nghị sĩ Quốc hội Ukraine Yeho Chenyev cho biết Mỹ đã bắt đầu thảo luận về quyết định cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Washington nhằm tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Mỹ và các đồng minh khẳng định họ buộc Ukraine phải cam kết chỉ dùng vũ khí viện trợ của phương Tây bên trong lãnh thổ. Tuy nhiên, gần đây, Anh đã trở thành thành viên NATO đầu tiên tuyên bố không phản đối Ukraine dùng vũ khí viện trợ để nhắm vào lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đầu tuần trước phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện rằng Washington sẵn sàng thảo luận với Kiev về khả năng sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, ông phản đối Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga. Ông Scholz nói rằng, Đức đã đưa ra các quy định rõ ràng cho Ukraine về việc cấm sử dụng vũ khí của Đức trên lãnh thổ Nga và ông thấy không có lý do gì để thay đổi điều này. Thủ tướng Đức nói thêm rằng, chính sách của ông là ngăn chặn xung đột leo thang thành một cuộc chiến quy mô lớn. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuần trước tuyên bố đã đến lúc các thành viên của Liên minh do Mỹ dẫn đầu nên xem xét lại chính sách của họ và cho phép Ukraine tự do sử dụng vũ khí phương Tây để tiến hành các cuộc tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cùng các quan chức nước này đã lên tiếng chỉ trích tuyên bố của Tổng thư ký NATO về việc cho phép Kyiv sử dụng vũ khí phương Tây, cảnh báo không nên leo thang tăng thẳng với Moscow. Thủ tướng Meloni nói với kênh truyền hình của Ý hôm 26 tháng 5: "Tôi không biết tại sao ông Stoltenberg lại nói như vậy." tôi nghĩ chúng ta phải hết sức cẩn thận, NATO phải giữ vững lập trường, không đưa ra tín hiệu nhượng bộ. Ngoại trưởng Ý Antony Tajani cũng khẳng định vũ khí do nước này gửi tới Kiev chỉ được sử dụng bên trong lãnh thổ Ukraine. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu Mỹ tấn công các mục tiêu của Nga, điều đó đồng nghĩa với việc khơi mào một cuộc chiến tranh thế giới mới. Cảnh báo được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky cho biết Mỹ đã nói nếu Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân, Washington sẽ đáp trả bằng cách sử dụng vũ khí thông thường nhằm vào lực lượng Nga ở Ukraine. Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin tuyên bố hôm 26 tháng 5, bằng cách hủy bỏ cuộc bầu cử Tổng thống, ông Zelensky đã chiếm đoạt quyền lực. Bắt đầu từ ngày 21 tháng 5, ông ấy đã hoàn toàn mất đi tàn tích của tính hợp pháp giả tạo. Theo ông Volodin, bất kỳ thỏa thuận nào với một tổng thống bất hợp pháp đều vô hiệu và có thể gặp thách thức trong tương lai. Ông Volodin bình luận, khi nhiệm kỳ tổng thống hết hạn, ông Zelensky không còn quyền phát biểu thay mặt người dân Ukraine nữa. Chủ tịch Duma Quốc gia Nga chỉ ra rằng, việc tổng thống Zelensky hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine là hành động vi phạm hiến pháp và vì sợ mất quyền lực. Nhà lập pháp hàng đầu của Nga cho biết, nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc và bất kỳ tuyên bố nào đề cập đến thiết quân luật đều trái với hiến pháp Ukraine. Ông Volodin cho biết thêm, ông ấy không có quyền tuyên bố huy động quân đội, cử người tham chiến hoặc đưa ra bất kỳ quyết định nào khác thay mặt nguyên thủ quốc gia. Trước đó, tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ngày 24 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không còn nữa. Ông Putin nói rằng Nga phải hoàn toàn chắc chắn rằng đang thực sự làm việc với giới chức trách hợp pháp của Ukraine để tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa và ràng buộc về mặt pháp lý nhằm giải quyết xung đột giữa hai quốc gia. Ông Putin nói, nhưng câu hỏi đặt ra là đàm phán với ai? Chúng tôi nhận thấy rằng tính hợp pháp của nhà lãnh đạo Ukraine không còn nữa. Bình luận về quyền lực hợp pháp của ông Zelensky sau khi hết nhiệm kỳ, Tổng thống Putin cho rằng điều này cần được giải quyết ở Ukraine bằng hệ thống chính trị và pháp lý của Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cảnh báo, Moscow có thể không công nhận ông Zelensky là nhà lãnh đạo hợp pháp của Ukraine sau ngày 20 tháng 5. Theo quy định của Hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky chấm dứt từ ngày 21 tháng 5. Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31 tháng 3 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay. Ukraine bắt đầu thiết lập tình trạng thiết quân luật kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Kể từ đó đến nay, quốc hội nước này đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật. Đầu năm nay, ông Zelensky tiếp tục nhắc lại việc không thể tổ chức bầu cử do tình hình chiến sự và do nhu cầu huy động nhập ngũ toàn quốc. Hôm 21 tháng 5, Ông Zelensky khẳng định, nhiệm kỳ 5 năm của tôi chưa kết thúc, nhiệm kỳ vẫn đang tiếp tục vì tình trạng thiết quân luật. Khi cựu Tổng thống Donald Trump bước lên sân khấu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Tự do ở Washington ngày 25 tháng 5, những tiếng la ó và chế nhạo vang lên dù một nhóm nhỏ người ủng hộ vẫn nhiệt tình cổ vũ cho ông. Người theo chủ nghĩa tự do muốn hạn chế quyền lực của chính phủ và đề cao tự do cá nhân họ đổ lỗi cho ông Trump, thành viên Đảng Cộng Hòa, vì đã gấp rút phát triển vaccine COVID-19 khi còn là Tổng thống và không làm nhiều hơn để ngăn chặn các biện pháp hạn chế đối với những người chưa tiêm chủng trong đại dịch. Một thành viên Đảng Tự do thậm chí hét lớn, Donald Trump lẽ ra nên lãnh một viên đạn ngay trước khi cựu Tổng thống xuất hiện. Sự xuất hiện của ông Trump tại sự kiện được cho là nhằm cố gắng thu hút những người theo chủ nghĩa tự do vốn có nhiều điểm tương đồng về quan điểm chính sách với Đảng Cộng Hòa hơn Đảng Dân Chủ, đặc biệt là trong lĩnh vực thuế và quy mô chính phủ. Ông Trump nói, chúng ta không nên đối chọi, đề nghị hợp tác với Đảng Tự Do để đánh bại Tổng thống Joe Biden, ứng viên Đảng Dân Chủ trong cuộc đua Tổng thống năm nay. Tuy nhiên, lời đề nghị nhận về nhiều tiếng la ó của đám đông, bất chấp đa số họ phản đối kịch liệt Tổng thống Biden và chính quyền của ông. Trump nhấn mạnh rằng, ông là người theo chủ nghĩa tự do, và đảng tự do nên hậu thuẫn ông trong cuộc bầu cử tổng thống. Ông cũng châm chọc đám đông la ó rằng nếu họ không ủng hộ ông, họ sẽ tiếp tục chỉ giành được phần nhỏ ủng hộ từ cử tri trong các cuộc bầu cử quốc gia. Trong cuộc bầu cử năm 2020, đảng tự do giành được 1,2% phiếu bầu toàn quốc, tương đương khoảng 1,8 triệu phiếu bầu. Cựu tổng thống cam kết sẽ đưa một người theo chủ nghĩa tự do vào nội các nếu thắng cử, song điều này bị nhiều khán giả chỉ trích là nhảm nhí. Chủ tịch Đảng Tự do Angela McAdley ngày 26 tháng 5 tuyên bố ông Trump không đủ tư cách trở thành ứng viên tham dự cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 vì chưa nộp hồ sơ đề cử. Ông Trump viết trên mạng xã hội chớt sổ sổ, lý do tôi không nộp hồ sơ xin đề cử từ Đảng Tự do, điều mà tôi chắc chắn sẽ nhận được nếu muốn là vì với tư cách ứng viên Đảng Cộng Hòa, tôi không được phép nhận đề cử từ Đảng khác. Sự xuất hiện của ông Trump tại sự kiện của Đảng Tự do Điều bất thường đối với ứng viên Đảng Cộng Hòa cho thấy ông không xem nhẹ mối đe dọa từ các ứng viên độc lập như Robert F. Kennedy .A., người từ lâu phản đối vaccine và xuất hiện tại sự kiện của Đảng Tự do cuối tuần qua. Đảng Tự do ngày 26 tháng 5 cũng đã từ chối đề cử ông Kennedy cho cuộc đua vào Nhà Trắng. Ban tổ chức của Đảng Tự do cho biết họ đã mời Tổng thống Biden phát biểu tại đại hội cuối tuần qua, song ông từ chối tham dự. Theo hãng tin Reuters, phát biểu bằng tiếng Anh ngay tại một nhà in cháy đen sau trận không kích dữ dội ở điểm nóng khắc cốc hôm 26 tháng 5. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham gia vào Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine tại thành phố Luxen, Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6 tới. Tổng thống Zelensky nói, ông kêu gọi những nhà lãnh đạo thế giới vẫn còn đang đứng ngoài nỗ lực thúc đẩy Hội nghị Thượng đỉnh về Hòa bình Ukraine hãy tham gia vào hội nghị này. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Ukraine, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ không tham dự hội nghị ở Thụy Sĩ do trùng lịch với một cuộc họp khác. Trong khi đó, Chủ tịch Tập cận bình và Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva cũng đưa ra tuyên bố chung nhấn mạnh cả hai bên trong cuộc xung đột Nga-Ukraine cần ngồi vào bàn đàm phán nhưng không đề cập đến việc tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine sắp tới. Ông Zelensky nói thêm: Xin hãy thể hiện sự lãnh đạo của các vị trong việc thúc đẩy hòa bình. Cũng trong đoạn video được đăng tải trên trang Facebook, Tổng thống Ukraine tiết lộ, tính đến nay có hơn 80 quốc gia xác nhận tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Ông Zelensky nói thêm rằng, cuộc hội đàm sẽ là minh chứng cho thấy những ai đang thực sự muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, những nhà phân tích quân sự Ukraine nói rằng, việc Tổng thống Zelensky chọn quay thông điệp kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh tại hiện trường hoang tàn sau một vụ không kích nhằm cho thấy mức độ tàn khốc của chiến sự. Tuần qua, nhà lãnh đạo Ukraine đã hủy một số hoạt động ngoại giao nước ngoài để thăm vùng khắc cốp mà trận nóng nhất ở Ukraine hiện tại. Hồi đầu tháng 4, Đại sứ quán Nga ở Thụy Sĩ cho biết, nước này không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine và tuyên bố sẽ không tham gia vào hội nghị này. Người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Thụy Sĩ, Vladimir Khokhlov nói với đài CNBC, phía Thụy Sĩ đã không gửi lời mời Nga tham dự hội nghị ngay cả khi chúng tôi nhận được lời mời tham dự một sự kiện như vậy, phía Moscow cũng sẽ không tham gia. Ông Khúc Lốc nói thêm, ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh hòa bình do ban tổ chức công bố là không phù hợp với quan điểm của chúng tôi. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ sắp tới có thể quy tụ từ 80 đến 100 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 9 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, Nga và Trung Quốc đồng ý với nhau rằng bất kỳ cuộc họp nào về tình hình Ukraine mà không xét tới lợi ích của Nga sẽ đều vô giá trị. Phía Nga cũng từng nói, nhưng buổi hội nghị thảo luận về vấn đề Nga-Ukraine nhưng không mời Nga tham gia đều sẽ thất bại. Hôm 24 tháng 5, hãng tin Reuters trích dẫn ba nguồn tin giấu tên am hiểu chính phủ Nga cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói, Moscow sẵn sàng thông qua thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine vì không muốn chiến tranh vĩnh viễn. Đến tối cùng ngày, trả lời trong buổi họp báo sau cuộc hội đàm với Tổng thống Beirut Alexander Lukashenko ở thủ đô Minsk, Beirut. Tổng thống Putin khẳng định việc mở lại đàm phán là điều cần thiết. Người đứng đầu điện Kremlin nói, Bây giờ chúng tôi thấy rằng các cuộc đàm phán ngừng bắn cần được nối lại một lần nữa. Tuy nhiên, điều này không xuất phát từ mong muốn của một bên nào, mà phải dựa trên những thỏa thuận cơ bản từng được đề cập trong ba lần thỏa thuận hồi năm 2022 ở Beirut và Thổ Nhĩ Kỳ. Trái lại theo Reuters, Tổng thống Zelensky và những người ủng hộ Ukraine lập luận. Lệnh ngừng bắn sẽ chỉ tạo cơ hội cho quân đội Nga tái vũ trang và bổ sung quân lực. Ông Putin đã bày tỏ sự thất vọng về một nhóm cố vấn Nga được phương Tây hậu thuẫn nhằm cản trở các cuộc đàm phán, cũng như việc Tổng thống Zelensky từ chối tham gia đàm phán. Sáng ngày 26 tháng 5, cảnh báo không kích quy mô lớn đã được ban bố ở Ukraine. Nguyên nhân báo động là do máy bay MiG-31 của Nga cất cánh gây ra làn sóng lo ngại ở Ukraine và dẫn đến việc kỳ ép kích hoạt hệ thống cảnh báo tên lửa trên khắp cả nước. Tư lệnh không quân Ukraine Mikhail Omeachuk sau đó xác nhận Nga đã tiến hành một cuộc tấn công Ukraine bằng hàng chục tên lửa và máy bay không người lái, bao gồm hai tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinzhan từ máy bay MiG-31K phóng từ không phận Tambov, 12 tên lửa hành trình Kh-101, Kh-555 từ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS phóng từ tỉnh Salatop và 31 máy bay không người lái UAV tấn công Sahet 131-136 phóng từ Primovsko, Ankhetat và Yevsk, Nga, KP, Chauda Theo đó, các lực lượng tên lửa phòng không, máy bay chiến đấu, đơn vị tác chiến điện tử của không quân cùng các nhóm hỏa lực cơ động của lực lượng phòng vệ Ukraine đã bị bắn hạ 12 tên lửa hành trình KH-101, KH-555, và toàn bộ UAV tấn công Sahec 131 trên 136 được Nga phóng đi. Các mục tiêu trên không đã bị vô hiệu hóa ở các tỉnh Mykolaiv, Odessa, Dnipropetrovsk, Poltava, Zaporizhia, Khmelnytsky, Kirovohrad, Vinnytsia và Chernihiv. Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Bộ chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan phát thông báo các lực lượng hàng không tầm xa của Liên bang Nga đang được quan sát có liên quan đến việc thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine. Tất cả quy định cần thiết để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan đã được triển khai. Theo bộ này, máy bay của Ba Lan và đồng minh đã được kích hoạt. Điều này có thể dẫn đến mức độ tiếng ổn gia tăng, đặc biệt là khu vực Đông Nam. Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan cũng nhấn mạnh, quân đội nước này sẽ liên tục theo dõi tình hình trên lãnh thổ Ukraine và luôn sẵn sàng đảm bảo an ninh cho không phận Ba Lan. Ukraine đang điều tra các cáo buộc cho rằng, sự bất cẩn của các đơn vị Kiev đã tạo điều kiện cho Nga xâm nhập vào phía đông bắc nước này. Cục điều tra nhà nước Ukraine đã mở một cuộc điều tra về cách lữ đoàn 125 và các đơn vị quân sự tiến hành hoạt động phòng thủ ở khu vực Kharkov khi Nga tấn công vào vùng này hai tuần trước. Ukrainska Pravda trích dẫn tài liệu của tòa án đưa tin. Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công vào ngày 10 tháng 5, tiến sâu vào khoảng 10 km, giành quyền kiểm soát hơn 10 làng, khu định cư. Moscow tuyên bố họ muốn tạo ra vùng đệm để ngăn Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga ở biên giới hai nước. Trong khi đó, giới chuyên gia nhận định, Nga muốn Ukraine kéo căng lực lượng và nguồn lực ra nhiều mặt trận để tấn công vào các điểm nóng khác, ví dụ như Donbass. Tài liệu của tòa án cho biết, cuộc điều tra sơ bộ đã phát hiện ra rằng, lữ đoàn 125, tiểu đoàn súng trường biệt động 415, lữ đoàn cơ giới 23, lữ đoàn súng trường biệt đội 172 và các đơn vị khác của Ukraine – không bảo vệ các vị trí ở biên giới tỉnh Kharkov một cách hợp lý do hành vi bất cẩn khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Tài liệu chỉ ra, cuộc tấn công của Nga khiến Ukraine mất vị trí, thiết bị quân sự và nhân lực của các đơn vị, và quân đội Ukraine đã rời bỏ các khu vực phòng thủ khác. Tài liệu nói rằng 28 người bị nghi có liên quan đến việc Ukraine mất lãnh thổ ở Kharkov, bao gồm cả chỉ huy lữ đoàn, cấp phó và các quan chức. Chưa rõ hình phạt sẽ thế nào nếu họ bị kết tội. Chỉ huy quân đội Ukraine Denis Zarovsky hồi đầu tháng cho biết cuộc đột phá của Nga ở Kharkov là do lực lượng Ukraine thiếu sự chuẩn bị. Ông Zarovsky nói với BBC rằng Ukraine không có tuyến phòng thủ đầu tiên ở Kharkov và Nga chỉ đơn giản là tiến vào mà không có bất cứ bãi mìn nào cản trở. Ông phỏng đoán, nếu đó không phải là tắc trách thì đó là hành vi tham ô khi chuẩn bị phòng tuyến ở Kharkov. Đó là một sự thất bại. Vài ngày sau khi Nga tấn công Kharkov, Ukraine thông báo cách chức người chịu trách nhiệm bảo vệ khu vực này. Giải thích về thông tin về hệ thống phòng thủ lỏng lẻo ở Volchansk, Kharkov, ông Tamat Gambalashvili, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực, khẳng định Kiev có xây công sự xung quanh thành phố Sam Nga. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận việc xây dựng rất khó khăn vì Nga thường xuyên tấn công trong thời gian qua. Ngoài ra, các nghị sĩ Ukraine nói với Politico rằng việc Mỹ cấm Ukraine sử dụng vũ khí Washington viện trợ tấn công vào lãnh thổ Nga dường như giúp phía moscow đạt được đà tiến vì kỹ ép không thể ngăn cản đối thủ ở khu vực biên giới hai nước trong khi đó tổng thống ukraine volodymyr zelensky cho rằng không phải mỹ mà cả thế giới có lỗi khi để nga có cơ hội tiến công vào kharkov tuy nhiên ông nhấn mạnh thế giới hiện có thể giúp ukraine đối phó với nga ông zelensky tuyên bố ukraine không thể để mất kharkov và thế giới có thể hỗ trợ ukraine giữ vững phòng tuyến này ông zelensky khẳng định Tất cả những gì chúng tôi cần chỉ là hai tổ hợp phòng không Patriot. Nga sẽ không thể giành được khắc cốp nếu chúng tôi có những tổ hợp đó. Các quốc gia tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang trang bị thêm cho Ukraine tên lửa tầm xa chính xác cao, vốn từng được ký ép sử dụng để tấn công sân bay, trụ sở hải quân, cầu và các mục tiêu khác có giá trị cao của Nga. Theo trang Business Insider, các tên lửa được phương Tây cung cấp được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine tăng cường hỏa lực đáng kể để tấn công sâu vào phòng tuyến đối phương. Các cựu sĩ quan quân đội Mỹ cho rằng, những tên lửa này có thể giúp Ukraine truy lùng các vị trí đóng quân của Nga và đẩy các lực lượng chiến đấu và hỗ trợ của Nga vào thế không còn nơi ẩn náu. Ukraine đang đối mặt khả năng các cuộc tấn công của Nga có thể dữ dội hơn vào mùa hè, nhưng những vũ khí trên có thể giúp chặn các nỗ lực của Moscow. Tháng trước, Mỹ tuyên bố gửi sang Ukraine một số hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân MGM 140 hay còn gọi là ATAC vào đầu mùa xuân này như một phần trong gói vũ khí 300 triệu đô la Mỹ mà Mỹ thông báo hồi tháng 3. Hiện chưa rõ số lượng chính xác tên lửa ATAC mà Mỹ gửi cho Ukraine là bao nhiêu. Mỗi tên lửa ATAC có giá khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ. Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, hồi cuối tháng 4 cho biết Mỹ sẽ gửi thêm cho Ukraine tên lửa ATAC sau khi thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ mà Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện Mỹ đã chỉ hoãn nhiều tháng. Cuối tháng 4, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật viện trợ cho Ukraine. Ukraine trước đây đã nhận được những quả tên lửa có tầm bắn 161 km và có thể phát tán gần 1.000 quả bom con trên một khu vực rộng lớn, có thể gây thiệt hại lớn cho các sân bay. Mùa thu năm ngoái, Ukraine đã sử dụng những quả tên lửa này cho mục đích đó. Cũng vào cuối tháng 4, Anh thông báo sẽ viện trợ thêm cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow như một phần gói vũ khí lớn nhất từ trước đến nay của nước này, trị giá 633 triệu đô la Mỹ. Gói viện trợ vũ khí này gồm hơn 1.600 tên lửa tấn công, hệ thống phòng không và đạn dược. Vài ngày sau, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp lần đầu tiên tiết lộ rằng Ý đã gửi cho Ukraine tên lửa hành trình Storm Shadow, trong khi Pháp đã gửi cho nước này phiên bản tên lửa riêng có tên Scarf Eger. Hiện chưa rõ chính xác bao nhiêu tên lửa ATAC, và Storm Shadow sẽ đến Ukraine trong mùa xuân này. Ukraine trước đó đã nhận được số lượng hạn chế hai loại tên lửa này từ Mỹ và các đồng minh châu Âu. Theo ông Dan Ray, cựu sĩ quan pháo binh quân đội Mỹ, kho tên lửa lớn mà các nước NATO viện trợ cho Ukraine có thể hạn chế khả năng của Nga trong việc triển khai các phương tiện quan trọng trong phạm vi 160 km từ tiền tuyến. Phạm vi tiếp cận chiến trường của Ukraine tăng lên đều đặn kể từ khi xung đột nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Ukraine đi vào cuộc chiến với những loại pháo tầm ngắn, nhưng sau đó cải tiến theo thời gian với sự xuất hiện của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMA do Mỹ cung cấp. Theo ông Gray, những vũ khí như vậy có thể giúp Ukraine thay đổi cuộc chơi, có thể đưa các nút giao thông, nhà ga, kho tiếp tế, trụ sở chỉ huy và hệ thống phòng không của Nga vào tầm ngắm. Thế nhưng, Nga đã thích nghi với HIMA bằng cách di chuyển các tài sản quan trọng ra khỏi tầm ngắm của Ukraine và gây nhiễm ngược lại các loại vũ khí này. Sự xuất hiện của tên lửa Storm Shadow và Atac đặt ra thách thức mới cho Nga, nhưng với việc Ukraine không được viện trợ đủ số vũ khí cần thiết, thì tình hình chiến sự cũng không có nhiều biến chuyển. Ông Wright cho rằng nếu Ukraine có nhiều tên lửa Atac và Storm Shadow hơn, thì nước này có thể tăng cường khả năng tiếp cận và tiêu diệt các mục tiêu giá trị cao của Nga như các kho tiếp tế và cơ sở bảo trì. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã sử dụng các tên lửa của Mỹ để tấn công sân bay và nơi tập kết quân của Nga. Ông Ben Hossis, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu nhận định, tôi nghĩ đòn tấn công tầm xa đang trở thành yếu tố chiếm ưu thế trên chiến trường. Các tên lửa như ATAC và Storm Shadow sẽ giúp Ukraine vô hiệu hóa lợi thế của Nga và cuối cùng giúp Ukraine giành lại thế chủ động. Ukraine từ lâu cũng tìm kiếm tên lửa tàu rớt của Đức có tầm bắn xa hơn tên lửa Atak 160 km, nhưng Đức đến nay vẫn từ chối cung cấp cho Ukraine. Cho đến hiện tại, Nga vẫn đang giành nhiều lợi thế trên chiến trường khi ngành công nghiệp vũ khí của nước này chuyển sang sản xuất hàng loạt máy bay không người lái, UAV và bom lượn để tấn công hệ thống phòng thủ của Ukraine. Còn về Ukraine, hiệu quả tấn công tầm xa của nước này sẽ phụ thuộc vào số lượng đạn dược mà nước này nhận được, cũng như cách sử dụng chúng. Ukraine từ lâu đã bị hạn chế, chỉ được sử dụng tên lửa Atak và Storm Shadow tại những điểm giao tranh, dù anh gần đây đã bật đèn xanh để Kiev sử dụng vũ khí nước mình tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Giới phân tích và quan chức cho rằng sự chậm chế viện trợ quân sự của Mỹ khiến hệ thống phòng thủ của Ukraine kém hiệu quả, đồng thời mở đường cho Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở khu vực đông bắc tỉnh Kharkiv. Ông Jack Watling, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh, Russi đánh giá tương lai của Ukraine trên chiến trường đang vô cùng ảm đạm nếu các đồng minh tăng cường bổ sung kho dự trữ đạn dược của Ukraine, giúp thiết lập hệ thống đào tạo binh sĩ chuyên nghiệp và đầu tư công nghiệp sản xuất vũ khí, thì tần suất các cuộc tấn công mùa hè của Nga có thể giảm bớt và Ukraine có thêm thời gian phục hồi và giành lại thế chủ động. Theo nguồn tin, trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Prigozhin được cho là đã thông báo cho Tổng thống về tình hình thực tế ở mặt trận. Câu hỏi về sự cần thiết phải thay đổi lãnh đạo Bộ Quốc phòng nảy sinh vào tháng 12 năm 2022, khi Prigozhin đưa ra một số tuyên bố mang tính xúc phạm. Người sáng lập PMC đã sử dụng các phương pháp khiêu khích để thu hút sự chú ý đến tình hình. Sau đó, ông cùng các chỉ huy của Wagner đã có cuộc gặp với nguyên thủ quốc gia. Cuộc gặp với Putin diễn ra vào ngày 29 tháng 6 năm 2023 tại Điện Kremlin. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, ông Putin đã mời 35 người từ ban lãnh đạo Wagner và đánh giá các hoạt động của công ty trước mắt. Trong cuộc gặp, Prigozhin không chỉ trình bày phiên bản tình hình của mình với Putin mà còn đưa cho ông một tập tài liệu về tình hình thực tế trong khu vực hoạt động quân sự đặc biệt. Ngoài ra, ông Prigozhin được cho là đã phỏng vấn không chỉ các chỉ huy của Wagner mà còn cả đại diện của các đơn vị khác trong lực lượng Nga. Một loạt vụ bắt giữ các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng bắt đầu vào tháng 4. Với vụ bắt giữ thứ trưởng Bộ Quốc phòng Timur Ivanov, ông Ivanov bị giam giữ tại nơi làm việc vì tội nhận hối lộ. Vào tháng 5, Yuri Kuznetsov, người đứng đầu ban nhân sự chính của Bộ Quốc phòng Nga, đã bị bắt giữ. Trong vòng 2 tuần sau khi Kuznetsov bị bắt, Ivan Popov, cựu tư lệnh tập đoàn quân 58 của lực lượng vũ trang Nga và Vadim Samarin, người đứng đầu tổng cục truyền thông chính của lực lượng vũ trang Nga và phó tổng tham mưu trưởng cũng bị giam giữ Họ lần lượt bị buộc tội tham ô và hối lộ Trong một tuyên bố trên Telegram Ông Zogozin Từng lãnh đạo cơ quan vũ trụ Nga Roskomot Và hiện đang phụ trách một trung tâm kỹ thuật quân sự Có tên Tisakover Nói rằng cuộc tấn công của Ukraine Nhắm vào hệ thống cảnh báo sớm hạt nhân Ở vùng Krasnodar Gây ra những rủi ro lớn Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về vụ việc này Trong khi mức độ thiệt hại vẫn chưa rõ ràng Ông jokozin cho rằng rất khó có khả năng cuộc tấn công được thực hiện theo sáng kiến riêng của Kiev mà không có sự tham gia của Mỹ. Theo ông Zogozin, Washington luôn tìm cách đạt được ưu thế quân sự trương Moscow kể từ buổi bình minh của thời đại hạt nhân. Nhưng sự cạnh tranh này chủ yếu chỉ giới hạn ở cuộc đấu trí giữa các nhà khoa học, chiến lược gia và nhà hoạch định chính sách. Tuy nhiên, điều này dường như đã thay đổi vì Mỹ đã mượn tay một người khác để tấn công hệ thống cảnh báo sớm của Nga, quan chức này cho biết. Ông Zogozin tuyên bố rằng việc washington tham gia sâu vào cuộc xung đột và kiểm soát toàn bộ kế hoạch quân sự của kiev đồng nghĩa với việc kịch bản mà mỹ không biết về kế hoạch của ukraine để tấn công hệ thống phòng thủ tên lửa của nga là vô lý nếu những hành động như vậy của đối phương không được ngăn chặn sự sụp đổ không thể đảo ngược về an ninh chiến lược của các cường quốc hạt nhân sẽ bắt đầu ông jokozin kết luận quân đội mỹ và ukraine hiện chưa bình luận về cáo buộc này theo rt cuộc tấn công của ukraine rõ ràng nhắm vào trạm radar Rovonet tiên tiến ở thành phố Amivir đi vào hoạt động năm 2013. Hệ thống này có thể phát hiện tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo đang bay với cự ly 6.000 km và có thể theo dõi tới 500 mục tiêu. Trong lễ khánh thành hệ thống, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nó sẽ tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của đất nước ở các hướng phía Nam và Tây Nam. Hãng thông tấn TASS ngày 24 tháng 5 dẫn lời ông Vitaly Ganchev, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự dân sự khu vực Kharkiv do Nga bổ nhiệm cho hay lực lượng vũ trang Nga đã giành quyền kiểm soát 49 khu định cư ở tỉnh Kharkiv, 36 khu định cư trong số này tập trung ở quận Kupiansky và 13 khu định cư ở bắc Kharkiv. Ông Gachev cho hay, trên địa bàn quận Kupiansky, tỉnh Kharkiv, 36 khu định cư đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Ngoài ra, chúng tôi đã nhận được dữ liệu từ các đơn vị của đội Nga về việc kiểm soát thêm 13 khu định cư ở Bắc Kharkiv. 8 khu định cư trong số này thuộc quận Kharkiv, các khu còn lại thuộc quận Volchansky. Theo tờ Rosyjskaya Gazeta, cơ Nga liên tục được kéo lên trên các khu định cư tại Kharkiv. Tass dẫn lời cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov giai đoạn 2010-2014 cho biết Ukraine đang tiếp tục mất lãnh thổ, quá trình này giống như một trận tuyết lở. Ông Azarov viết trên Telegram, đồng thời nhận định thêm rằng Ukraine đang để mất lãnh thổ, ngay cả khi được phương Tây cung cấp vũ khí và trang thiết bị. Những tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine mang tính chất giống như một trận tuyết lở. Với xu hướng hiện tại, chúng ta, Ukraine, có thể sẽ tiếp tục mất lãnh thổ. Chính quyền hiện tại của Kiev cũng thừa nhận tình hình kha kíp cực kỳ căng thẳng đối với quân đội Ukraine. Theo tờ Moskovsky-Kosomolets của Nga, Ukraine đang tập hợp lực lượng lớn quân dự bị và thiết bị quân sự do NATO cung cấp tới các khu vực quan trọng nhất như thành phố Volchansk, tỉnh Kharkiv và Yar tỉnh Donetsk. Đáng lưu ý, MK dẫn lời các chuyên gia cho rằng thiết bị quân sự của phương Tây, trong đó có xe tăng Abrams, sẽ chỉ do quân nhân nước ngoài vận hành. MK cho hay, theo thông tin từ mặt trận, đối phương, tức Ukraine, đã tập hợp toàn bộ lực lượng của mình và bắt đầu chuyển quân dự bị về hướng Kharkiv cũng như về gần Yar. Song lưu ý rằng quân đội Nga đang tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm tiêu diệt lực lượng dự bị của Ukraine ngay khi tiếp cận tiền tuyến. Cũng theo nguồn tin của MK, các phương tiện chiến đấu đang được Ukraine điều động đến, bao gồm xe chiến đấu bộ binh của Thụy Điển, Pháp, Mỹ, xe tăng bánh lốp, cùng các đơn vị pháo tự hành, kê xa. Chuyên gia quân sự Alexei Sukokin lưu ý rằng tại Volchansky, Ukraine đang tập trung tới 27 tiểu đoàn cùng một lượng lớn pháo binh và máy bay không người lái tấn công. Trả lời phỏng vấn của MK, chuyên gia quân sự, đồng thời là cựu sĩ quan quân đội Mỹ Stanislav Krapinik cho hay, Ukraine hiện còn khoảng 26-28 xe tăng Abrams và khoảng vài trăm xe bọc thép Bradley của Mỹ, hiện chưa thể xác định lực lượng ukraine còn bao nhiêu pháo tự hành kesa của pháp bởi hệ thống này liên tục bị nga phá hủy ông krapinik cho biết theo ước tính trung bình lực lượng ukraine mất khoảng chục hệ thống pháo mỗi ngày đáng lưu ý vị chuyên gia đề cập rằng pháp đã gửi hàng trăm binh sĩ đầu tiên tới ukraine số quân này đang tập hợp gần chasivya trong khi đó nhiều binh sĩ cộng hòa séc bị thương đang nằm trong các bệnh viện tại ukraine ông krapinik nói Hiện tại, ông Zelensky đang đề nghị tăng cường thêm hai khẩu đội tên lửa Patriot cho Kharkiv và phía Đức cho biết họ sẽ chỉ cung cấp một khẩu đội. Tuy nhiên, nếu phá hủy được khẩu đội này, thì Nga cũng sẽ tiêu diệt được một lượng đáng kể quân Đức. Theo vị chuyên gia, Ukraine đang tìm cách ném quân dự bị và trang thiết bị quân sự vào lò lửa để cố gắng ổn định mặt trận. Hiện tại, Nga đang duy trì lực lượng khá hạn chế ở Kharkiv Song vị chuyên gia cho rằng nếu Nga tiếp tục kéo căng mặt trận, mở các hướng tấn công khác nhằm vào Sumy hay Kiev, thì Ukraine sẽ không còn lực lượng dự trữ để kiềm chế lực lượng Nga. Trang tin Lenta Nga dẫn lời chuyên gia quân sự, phó giáo sư khoa phân tích chính trị Plekhanov Oleg Glazunov tại Đại học Kinh tế Nga cho hay, gần đây quân đội Nga đã phá hủy một đoàn tàu chở thiết bị quân sự của Ukraine gần Kharkiv. Đoàn tàu này đã bị tấn công khi đang ở trong trạm giữa hàng. Theo thị trường Igor Terekhov, khoảng 10 vụ nổ đã được ghi nhận ở trung tâm khu vực trong vòng 15 phút. Ông Glazunov cho rằng đây là một đòn dáng nặng nề với Kiev. Ukraine phải lựa chọn hoặc rút lui khỏi khá kíp hoặc mất một nửa quân số. Ngày 25 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cho biết, những nước tham dự Hội nghị Hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ vào tháng tới nên biết việc Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đang kêu gọi dỡ bỏ hạn chế đối với các cuộc tấn công của Ukraine, sử dụng vũ khí phương Tây nhằm vào lãnh thổ Nga. Bà Maria Zakharova cho biết, thật hữu ích khi các nước tham dự hội nghị hòa bình biết được ý đồ thực sự của NATO khi khuyến khích Ukraine tấn công các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Nga. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các nước xem xét gỡ bỏ hạn chế không cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tấn công các vùng lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận. Đây có thể là bước leo thang nguy hiểm của cuộc xung đột hơn hai năm qua. Theo kế hoạch, Thụy sĩ sẽ đăng cai một hội nghị thượng đỉnh quốc tế về Ukraine trong hai ngày 15 và 16 tháng 6 tới. 160 phái đoàn đã được mời, bao gồm các nước G7, G20 và BRICS. Theo giới chức Thụy sĩ, Nga chưa được mời. Nhiều nước kêu gọi mọi hội nghị hòa bình Ukraine nên có sự tham gia của Nga. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov mọi hội nghị không có Nga sẽ chẳng thể đạt được kết quả. Lầu Năm Góc ngày 25 tháng 5, giờ Hà Nội thông báo phân bổ gói viện trợ quân sự 275 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine, bao gồm rocket cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMA, pháo cỡ nòng 155 và 105 mm, đạn cối 60 mm, các hệ thống tiền lửa chống tăng vác vai và thiết bị hỗ trợ. Số vũ khí nêu trên sẽ được rút từ kho dự trữ chiến lược của quân đội Mỹ để chuyển cho Ukraine nhanh chóng nhất. Đây là gói viện trợ thứ 58 mà Kiev nhận được từ Washington. Theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ trị giá 275 triệu đô la Mỹ này là một phần nỗ lực của Mỹ để giúp Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga gần Kharkov. Nó sẽ giúp Ukraine đáp ứng các nhu cầu chiến trường cấp thiết nhất, thông báo của quân đội Mỹ nêu. Nga mở đợt tấn công mới vào Kharkov từ ngày 10 tháng 5 nhắm mục tiêu thiết lập vùng đệm an ninh để ngăn Ukraine pháo kích bằng Bengorod của Nga bên kia biên giới. Sau hai tuần giao tranh, lực lượng Nga giành kiểm soát một khu vực rộng khoảng 300 km vuông và đang đả tiến công. Hôm 24 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm tỉnh Kharkov, khẳng định quân đội nước này đang giữ vững thế trận. Binh sĩ của chúng ta đã giành được quyền kiểm soát chiến đấu ở khu vực biên giới nơi Nga tiến vào, Ông Zelensky nói, tuy nhiên, các quan chức quân sự Ukraine trước đó thừa nhận binh sĩ phòng thủ ở thành phố Volchan ở tiền tuyến chiến lược đã phải rút về những vị trí mới do hỏa lực áp đảo của đối phương. Volchan cách thành phố thủ phủ Kharkov khoảng 40 km. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 5 khẳng định tiếp tục gặt hái nhiều thành công và đang tiến sâu hơn vào phòng tuyến Ukraine. Hai ba cuộc phản công của Ukraine đã bị đẩy lùi tại các khu định cư Glubok, Tikhoi, Lipsi và Volchan thuộc Kharkov, Bộ Quốc phòng Nga nêu. Theo AFP, Kiev đã phải chiến đấu chống lại cuộc tấn công trên bộ của Nga vào khu vực phía đông bắc Kharkov kể từ ngày 10 tháng 5, khi hàng nghìn binh sĩ của Moscow tràn qua biên giới, thực hiện bước tiến lớn nhất về lãnh thổ trong 18 tháng. Sau thành công ban đầu, quân Nga đã hoàn toàn xa lầy trong các trận chiến trên đường phố để giành giật Volchan và chịu tổn thất rất nặng nề về các đơn vị tấn công. Ông Zelensky nói hôm thứ Sáu ngày 24 tháng 5 và lưu ý thêm rằng giao tranh gần các thành phố phía đông thuộc tỉnh Donetsk, bao gồm Chasipza, Pokrov và Kurakhov rất dữ dội. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cùng ngày cho biết lực lượng Ukraine đã đảm bảo quyền kiểm soát chiến đấu các khu vực phía Bắc Kharkov, nơi quân đội Nga vừa mở mặt trận tấn công mới trong tháng này. Ông Zelensky nhấn mạnh, các binh sĩ của chúng tôi hiện đã giành được quyền kiểm soát chiến đấu ở khu vực biên giới nơi quân Nga tiến vào. Bình luận của Đại tướng Sisky và Tổng thống Zelensky được đưa ra khi nhà điều hành tàu hỏa thuộc sở hữu nhà nước Ukraine, Railway, báo cáo Nga tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống đường sắt Kharkov, làm hư hỏng đường dây, toa tàu và các tòa nhà. Ukraine Railway cho biết trên Telegram, kẻ thù đang tiếp tục cố tình ngăn chặn tuyến đường sắt ở khu vực Kharkov. Vào ban đêm, họ lại tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt dân sự pháo kích đã làm hư hỏng đường dây, các tòa nhà, toa chở hàng không hoạt động và một toa tàu điện. Công ty đã chia sẻ những bức ảnh cho thấy khói bốc lên từ một toa tàu bị trúng pháo, bị biến dạng và các mảnh vụn bên cạnh đường ray, cũng như một nhà kho có một số cửa sổ bị thổi bay. Tuy nhiên, Ukraine Railway cho biết các chuyến tàu đường dài và ngoại ô vẫn chạy như dự kiến, bất chấp các cuộc tấn công liên tục của Nga, vì điều này rất quan trọng đối với cả dân thường và quân đội. Thống đốc Kharkov, Oleg Sinegubov cho biết hơn 11.000 người đã được sơ tán khỏi Kharkov kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công vào khu vực này cách đây 2 tuần. Trong khi đó, ông Viktor Vodolovsky, một thành viên của Hạ viện Nga, được hãng thông tấn TASS dẫn lời nói rằng các lực lượng Nga hiện kiểm soát hơn một nửa lãnh thổ của thị trấn Vokchan, cách biên giới 5 km. Ông Vodolovsky cũng nhấn mạnh rằng một khi quân Nga kiểm soát được thị trấn Vokchan hoàn toàn, các lực lượng Nga sẽ nhắm mục tiêu vào ba thành phố trọng yếu trong khu vực Donetsk, bao gồm Sloviansk, Kramatorsk và Pokrov. Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Anna Bilotachi ngày 24 tháng 5 đã công bố kế hoạch xây dựng bức tường máy bay không người lái UAV sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp từ các quốc gia vùng Baltic là Estonia và Latvia, cũng như Phần Lan, Na Uy và Ba Lan. Bà Bilotachi nói, đây là một kế hoạch hoàn toàn mới, một bức tường bằng máy bay không người lái trải dài từ Na Uy đến Ba Lan. Mục tiêu là sử dụng máy bay không người lái và các công nghệ khác để bảo vệ biên giới của chúng ta. Bà Bilotachi nói thêm, song không cung cấp lộ trình của kế hoạch. Ngoài cơ sở hạ tầng vật chất, hệ thống giám sát, máy bay không người lái và các công nghệ khác sẽ cho phép chúng ta tự vệ khỏi những hành động khiêu khích từ các quốc gia không thân thiện và ngăn chặn buôn lậu. Ngoài việc triển khai máy bay không người lái để giám sát biên giới, các nước cũng sẽ sử dụng hệ thống chống máy bay không người lái để ngăn chặn máy bay không người lái của đối phương. Cuộc xung đột kéo dài hơn 2 năm qua ở Ukraine cho thấy cuộc chạy đua về công nghệ quân sự giữa một bên là Nga, một bên là Ukraine và các nước phương Tây. UAV là một trong những vũ khí đóng vai trò quan trọng đối với cả hai bên ngay từ những ngày đầu xung đột. Khi không ngừng cải tiến UAV để tăng tầm hoạt động, cũng như tính sát thương của loại vũ khí này. Những tháng gần đây, Ukraine được cho là đã tăng cường tập kích bằng UAV nhằm vào các kho chứa, nhà máy lọc dầu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tổng giám đốc doanh nghiệp nghiên cứu và sản xuất Geran của Nga Oleg Zhukov hồi tháng 4 tuyên bố họ đã phát triển các thiết bị chống máy bay không người lái được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo AI để sử dụng trên chiến trường ở Ukraine. AI đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cuộc chiến ở ukraine cả hai bên đang cố gắng sử dụng ai trong nỗ lực đánh chặn máy bay không người lái của đối phương trước khi chúng có thể hoàn thành nhiệm vụ nga quốc gia có kho tên lửa dồi dào và sức mạnh hàng không vượt trội đã lợi dụng tình trạng thiếu đạn dược của ukraine để tiến sâu hơn tại mặt trận phía đông ukraine giờ đây chỉ còn có thể dựa vào uav để ngăn đoàn xe của nga xông lên phía trước giành lấy lãnh thổ tuy nhiên chúng không đủ để thay thế đạn pháo vì tầm tấn công hạn chế. Ngoài ra, các hệ thống gây nhiễu làm gián đoạn tần số UAV cũng đang khiến các nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn. Lầu Năm Góc ngày 25 tháng 5, giờ Hà Nội thông báo phân bổ gói viện trợ quân sự 275 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine, bao gồm rocket cho hệ thống pháo phản lực phóng loạt HIMA, pháo cỡ nòng 155 và 105 mm, đạn cối 60 mm, các hệ thống tên lửa chống tăng vác vai, và thiết bị hỗ trợ. Số vũ khí nêu trên sẽ được rút từ kho dự trữ chiến lược của quân đội Mỹ để chuyển cho Ukraine nhanh chóng nhất. Đây là gói viện trợ thứ 58 mà Kiev nhận được từ Washington. Theo Lầu Năm Góc, gói viện trợ trị giá 275 triệu đô la Mỹ này là một phần nỗ lực của Mỹ để giúp Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công của Nga gần Kharkov. Nó sẽ giúp Ukraine đáp ứng các nhu cầu chiến trường cấp thiết nhất, thông báo của quân đội Mỹ nêu. Nga mở đợt tấn công mới vào Kharkov từ ngày 10 tháng 5, nhắm mục tiêu thiết lập vùng đệm an ninh để ngăn Ukraine pháo kích bang Bengorod của Nga bên kia biên giới. Sau hai tuần giao tranh, lực lượng Nga giành kiểm soát một khu vực rộng khoảng 300 km vuông và đang đả tiến công. Hôm 24 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới thăm tỉnh Kharkov, khẳng định quân đội nước này đang giữ vững thế trận. Binh sĩ của chúng ta đã giành được quyền kiểm soát chiến đấu ở khu vực biên giới nơi Nga tiến vào. Ông Zelensky nói, tuy nhiên, các quan chức quân sự Ukraine trước đó thừa nhận, binh sĩ phòng thủ ở thành phố Volchan, ở tiền tuyến chiến lược, đã phải rút về những vị trí mới do hỏa lực áp đảo của đối phương. Volchan cách thành phố thủ phủ Kharkov khoảng 40 km. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 5 khẳng định tiếp tục gặt hái nhiều thành công và đang tiến sâu hơn vào phòng tuyến Ukraine. Hai ba cuộc phản công của Ukraine đã bị đẩy lùi tại các khu định cư Glubok, Tikhoi, Lipsi và Volchan thuộc Kharkov. Bộ Quốc phòng Nga nêu. Phát biểu hôm 24 tháng 5 trong cuộc họp báo cùng với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở thủ đô Min, ông Lukasenko nói nguyên nhân vụ tai nạn trực thăng ở Iran cuối tuần trước có thể là do Tehran gặp khó khăn trong việc bảo dưỡng trực thăng, theo RT. Hôm 19 tháng 5, trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi Ngoại trưởng Hussein Amir Abdullahian và một số quan chức cấp cao khác gặp nạn khiến toàn bộ những người trên khoang thiệt mạng. Ông Lukashenko phát biểu, với tư cách cá nhân, không phải là Tổng thống, tôi có thể nói rằng hành động của Mỹ là nguyên nhân dẫn tới thảm kịch. Ông Lukashenko nói thêm, Mỹ không có quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt tàu thuyền, máy bay, trực thăng vận chuyển người. Họ cấm các công ty bảo trì trực thăng, chở Tổng thống Iran. Đó là lỗi của Mỹ. Ông Lukashenko cũng lưu ý, Mỹ cũng áp đặt biện pháp trừng phạt tương tự đối với Belarus, đối với các máy bay được Belarus sử dụng để chở Tổng thống. Hôm 24 tháng 5, ông Putin tới thủ đô Min của Belarus để bàn về cuộc tập trận hạt nhân giai đoạn 2 với sự tham gia của Belarus. Ông Putin lưu ý, ngoài trực thăng chở ông Raisi gặp nạn, hai trực thăng còn lại hạ cánh an toàn là trực thăng do Nga sản xuất. Ông Putin nói, trực thăng do Nga sản xuất trải qua hành trình mà không gặp bất cứ vấn đề gì, cũng ở tuyến đường bay đó. Hiện chưa rõ lý do vì sao, ông Raisi và các quan chức cấp cao lựa chọn sử dụng trực thăng Bell 212 do Mỹ thiết kế thay vì trực thăng Nga. Ông Lukashenko bày tỏ hy vọng Iran sẽ làm rõ những gì đã xảy ra trong vụ tai nạn. Ông Lukashenko mô tả Tổng thống Iran Raisi là người tốt bụng, tiến hành cuộc đối thoại hạt nhân một cách thẳng thắn, trung thực, quan tâm đến sự phát triển của đất nước và bảo vệ lợi ích của người dân Iran. Putin đưa tin Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu 24 tháng 5 cho biết Ukraine đã mất khoảng 11.205 binh sĩ trong các trận chiến với các nhóm chiến đấu của Nga ở Donetsk trong tuần qua. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 5, Nga đã thực hiện 49 cuộc tấn công lớn bằng vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái, đánh vào cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, kho tên lửa, đạn dược và nhiên liệu các xưởng sản xuất vũ khí, thuyền không người lái và máy bay không người lái của đối phương. Nhóm miền Bắc của Nga tiến vào hàng phòng ngự của đối phương và đẩy lùi 23 cuộc tấn công của Ukraine. Tổn thất của Kiev trong tuần lên tới 1.840 quân nhân, 6 xe tăng, 8 xe chiến đấu bọc thép, 40 xe, 4 xe chiến đấu Grad và Vampire, cũng như 37 khẩu pháo giã chiến. Nhóm Zapat giành được các địa bàn thuận lợi hơn và tấn công 7 lữ đoàn Ukraine tổn thất của đối phương lên tới 2.040 quân nhân, 2 xe tăng, 18 xe chiến đấu bọc thép, 19 xe, 2 xe phóng pháo phản lực Grad, cũng như 32 khẩu pháo giã chiến, trong đó có 14 khẩu do phương Tây sản xuất. Nhóm chiến đấu Nga, Yuk, đã giành quyền kiểm soát các làng Belogrovka, Kleschipka và Andripka ở Donetsk. Trong tuần, đối phương mất tới 3.285 quân nhân, 7 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 46 xe và 32 khẩu pháo giã chiến, trong đó có 27 chiếc do phương Tây sản xuất. Nhóm chiến đấu Tesen của Nga đã cải thiện các vị trí tiền tuyến và tấn công 9 đơn vị quân đội Ukraine. Trong tuần, Kiev mất tới 2.770 quân nhân, một xe tăng, 26 xe, 35 pháo giã chiến và 20 xe chiến đấu bọc thép, bao gồm 4 xe bộ binh Marder của Đức, 5 xe Bradley và 3 xe bọc thép Mark do Mỹ sản xuất. Nhóm Vostok đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình và đẩy lùi 9 đợt phản công. Thương vong của đối phương lên tới 920 binh sĩ, 13 xe chiến đấu bọc thép, 39 xe và 18 khẩu pháo giã chiến, trong đó có 10 khẩu do phương Tây sản xuất. Nhóm đờ nép của Nga tấn công lực lượng và trang thiết bị của Ukraine, gây tổn thất tới 350 tay súng, 3 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 35 xe, 2 xe chiến đấu Grad, cũng như 24 khẩu pháo giã chiến, trong đó có 7 pháo M777 do Mỹ sản xuất và một pháo FN-70 do Anh sản xuất. Kênh Reiser SVO đưa tin, chiều tối 24 tháng 5, Ukraine thừa nhận tình hình ở Volchan trên mặt trận Kharkov vẫn rất khó khăn khi lực lượng Nga tiếp tục gia tăng áp lực. Trước đó vào sáng cùng ngày, lực lượng Kiev tuyên bố về một sự ổn định nào đó, nhưng khi Moscow đưa thêm quân dự bị vào tham chiến, tình hình đã có chuyển biến, thế trận được giữ vững và các mũi xung kích Nga tiếp tục tiến lên. Trong cuộc phỏng vấn với The Economist, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi các đồng minh NATO cung cấp vũ khí cho Ukraine dỡ bỏ lệnh cấm Kiev, sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Ông nói, đã đến lúc các đồng minh xem xét liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế đã đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine hay không. Đặc biệt là hiện nay, với phần lớn cuộc giao tranh đang diễn ra ở Kharkov, việc từ chối không cho phép Kiev sử dụng những vũ khí này chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga, khiến Ukraine rất khó tự vệ. Ông Stoltenberg lưu ý rằng người Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy và giành được các vị trí nhỏ và sẵn sàng trả giá rất cao cho những lợi ích nhỏ này. Người đứng đầu NATO cũng chỉ trích các đồng minh châu Âu đã hứa cung cấp một triệu quả đạn pháo. Chúng tôi chưa thấy điều gì gần như vậy. Ông Stoltenberg thừa nhận nguy cơ leo thang. Theo ông, nhiệm vụ là ngăn chặn cuộc chiến này biến thành cuộc chiến toàn diện giữa Nga và NATO ở châu Âu. Nhưng ông nhấn mạnh sự khác biệt giữa cung cấp vũ khí, tập trận và hoạt động quân sự. Chúng tôi tiến hành tập trận, chúng tôi cung cấp vũ khí đạn dược cho Ukraine, nhưng chúng tôi sẽ không trực tiếp vào các hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Đây là một vấn đề hoàn toàn khác. Ông khẳng định, chúng tôi không có ý định gửi quân bộ binh của NATO tới Ukraine vì mục tiêu của chúng tôi là có hai mặt, hỗ trợ Ukraine như chúng tôi làm, nhưng cũng để đảm bảo rằng điều này không leo thang thành một cuộc xung đột toàn diện. Kênh Ridokka đưa tin, đại quân của Ukraine đã tập hợp gần Volchan với nhiều đơn vị dự bị thường trực được điều động từ các khu vực khác của mặt trận. Kiev có thể tiến hành tổng phản công, tuy nhiên một cuộc tấn công trực tiếp vào thành phố dường như chưa phải là một lựa chọn hợp lý đối với họ. Trong khi đó, quân đội Nga cũng ngày một tham chiến nhiều hơn và đang gia tăng áp lực, khiến Bộ Chỉ huy Ukraine rất lo lắng trước các cuộc tấn công mới ở khu vực Sumy và Kharkov. Cuộc tiến công của lực lượng Moscow cũng được ghi nhận theo hướng Kupiang. Họ đang đẩy chiến tuyến về phía Tây, tiến vào các khu vực Ivanovka và Berestovoy. Trong khu vực này đang diễn ra các trận chiến và đấu pháo. Lính dù và các đơn vị Nga tiếp tục đột kích dữ dội ở Chasovza, đang đẩy Ukraine ra khỏi các khu vực thành thị. Việc chiếm giữ Andriyivka và Kletchivka ở phía đông nam thành phố mở ra cơ hội phát triển xa hơn. Nhiệm vụ chính của Nga vẫn là giành quyền kiểm soát các cao điểm ở phía Tây Trà Sốp Gia. Chúng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Ukrainska Pravda đưa tin, không quân Ukraine đã công bố cảnh báo không kích lần thứ hai trong ngày do máy bay MiG-31K của Nga cất cánh. Tối 24 tháng 5, cảnh báo không kích được công bố trên toàn Ukraine. Mối nguy hiểm tên lửa trên khắp Ukraine, máy bay MiG-31K cất cánh lúc 20 giờ 45 phút ngày 24 tháng 5, tức 0 giờ 45 phút ngày 25 tháng 5 theo giờ Việt Nam. Không quân Ukraine thông báo đã kết thúc cảnh báo, coi báo động trước đó đã vang lên trong liên tục 26 phút. Chiều 24 tháng 5, nhà chức trách Ukraine ban bố tình trạng báo động trên toàn quốc do máy bay MiG-31K cất cánh có thể mang tên lửa kinh gian. Mối nguy hiểm kéo dài không quá 20 phút. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine trên Telegram thông báo mất vị trí ở hướng Pokrov, phía đông làng Evgenievka. Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố hướng Pokrov là căng thẳng nhất trên toàn tuyến, tình hình ở đó đòi hỏi quân đội Ukraine phải tiến hành cơ động. Bộ Tổng tham mưu cũng cho biết giao tranh ác liệt vẫn tiếp tục theo hướng Novoleksandrovka, Kalinovo, Progress và Evgenievka. Nga đã thành công một phần ở phía đông Evgenievka. Lực lượng Ukraine đang thực hiện các biện pháp tích cực để khôi phục vị trí đã mất. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tình hình ở các hướng Pokrovsky, Limansky, Veremevsky, Kramatok và Kupiang vẫn vô cùng khó khăn. Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quân sự của Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky trước đó gọi tình hình ở Ukraine khó khăn như những ngày đầu của chiến dịch đặc biệt của Nga, đồng thời nói thêm rằng nó có thể trở nên tồi tệ hơn. Europin Pravda đưa tin, chính phủ Đức chính thức xác nhận đã chuyển giao một hệ thống phòng không iris t khác cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói, chúng tôi một lần nữa đã bàn giao cho Ukraine hệ thống tên lửa kết hợp irist t SLM và irist t SLS, một hệ thống phòng không tầm trung và tầm ngắn, hiện đại và đã chứng minh được hiệu quả chiến đấu do ngành công nghiệp Đức trực tiếp sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Đức cho biết thêm, Cùng với hệ thống Patriot mới được chuyển giao, chúng tôi đang tăng cường khả năng phòng không của Ukraine trong cuộc chiến chống lại Nga. Lưu ý rằng, chưa có báo cáo chính thức nào về tên lửa Patriot mới được chuyển giao gần đây. Vào giữa tháng 5, ông Pistorius đề cập rằng Đức đã hứa sẽ chuyển một chiếc Patriot khác cho Ukraine và các chuyên gia Ukraine đã bắt đầu được đào tạo. Trước đó, hôm thứ Năm, 24 tháng 5, Berlin đã công bố một đợt viện trợ quân sự mới được chuyển đến Ukraine, bao gồm đạn pháo, xe tăng Leopard 1 AP, súng máy, máy bay không người lái, súng trường và đạn dược. European Pravda đưa tin, Mỹ tuyên bố chuyển gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine với tổng trị giá 275 triệu đô la Mỹ. Đây là gói hỗ trợ an ninh thứ 5 kể từ khi dự luật tài trợ nước ngoài của Ukraine và đồng minh được Quốc hội thông qua và được Tổng thống Joe Biden ký thành luật. Gói mới của Mỹ bao gồm đạn dược cho tổ hợp HIMA, đạn pháo 155mm và 105mm, đạn cối 60mm, tên lửa dẫn đường chống tăng hạng nặng TOW, hệ thống chống tăng Javelin và AT-4, đạn bắn máy bay chính xác, vũ khí nhỏ và đạn bổ sung cho vũ khí nhỏ và lựu đạn, mìn chống tăng, xe chiến thuật phục hồi thiết bị, mũ bảo hiểm, áo giáp và các biện pháp bảo vệ hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và các phụ tùng thay thế, bảo trì cũng như các thiết bị hỗ trợ khác. Trước đó, gói viện trợ mới của Mỹ trị giá 275 triệu đô la Mỹ đã được giới truyền thông công bố. Ngoài ra, Washington tuyên bố phân bổ 6 tỷ đô la Mỹ như một phần của sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Số tiền này sẽ được sử dụng để thanh toán cho các hợp đồng dài hạn với ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Tổng cộng, kể từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Mỹ đã cung cấp gần 51 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Kiev. Washington trước đó bày tỏ hy vọng rằng viện trợ quân sự mới của Mỹ được công bố sau quyết định của Quốc hội sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine cuối cùng giành lại thế chủ động trên chiến trường. Nhưng một cuộc tấn công quy mô lớn của Ukraine khó có thể xảy ra trong tương lai gần. Tuy nhiên, người đứng đầu lầu năm góc Lloyd Austin cảnh báo rằng còn quá sớm để nói về tác động trên chiến trường của khoản viện trợ cung cấp cho Ukraine và rằng Kiev sẽ cần thời gian để có được vũ khí. Ukrainska Pravda đưa tin, trong bài phát biểu tối 24 tháng 5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng phòng vệ đã kiểm soát chiến đấu khu vực biên giới vùng Kharkov, nơi quân đội Nga tiến vào. Ông nói, tôi đã tổ chức một cuộc họp an ninh ở Kharkov, có báo cáo từ quân đội, người đứng đầu các cơ quan dịch vụ đặc biệt, chính quyền khu vực và thành phố, Giờ đây, binh lính của chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát chiến đấu ở khu vực biên giới, nơi quân Nga đã tiến vào. Nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn từng đơn vị đã mang lại kết quả cần thiết trong việc hạ gục đối phương. Tổng thống lưu ý, hôm nay chúng tôi cũng thảo luận về các nhiệm vụ tiếp theo của mình, có tính đến thông tin từ các cơ quan tình báo. Kênh Military Sumari đưa tin, trong một cuộc tấn công của Ukraine đêm qua, một số bệ phóng tên lửa phòng không S-400 và hệ thống radar cảnh báo sớm của Nga nhằm phát hiện các mối đe dọa hạt nhân đã bị phá hủy. Tại khu vực Kharkov, lực lượng Ukraine đang chuẩn bị phản công vào các vị trí của Nga để giành lại phần đất đã mất. Ở khu vực Donetsk, mức độ hoạt động vẫn rất cao.